Trời ơi mọi người ơi, mọi người ơi, hôm qua mưa gió có tí xíu mà hôm nay ngập vậy nè, vậy mà bạn tôi nói là nhẹ nè trời. Một biển nước phía sau à, khu đã khẳng định mọi người đây không phải là biển nha. Đây là vùng đông đất liền, cách biển mấy chục cây lận nha. Trời đất ơi, mới hôm qua này, đây là đường đi đây. Gì mà dữ vậy trời. Đây người ta ngập nhiều quá rồi nên là ngập nhỏ nhỏ vậy, người ta nó ít. Tiếp tục đi trên đường. Tàu ánh tới. Một biển nước đây nè. Cái gì dữ vậy? Cái chỗ này là cái đoàn chuyến xe nghĩa tình đã đi vô đây rồi. Bữa đi vô đâu có dữ lắm vậy lắm đâu. Bữa đi bình thường. Chị Hà ơi, bà con chuyến xe nghĩa tình ơi, cái đoạn đường mình mới đi vô cách 2 bữa nè, giờ nó ngập quá trời nè. Cái đoạn mình đi bữa vô trời mưa, bữa trời mưa vô đây nè, đâu có ngập đâu, trời hòa trong trời mưa luôn. Chào Thư, miền Tây mình không có nhà nhò gì á, mình cứ nghĩ ra đây gần biển, không phải. Trời ơi là trời, người ta ngập riết người ta quen rồi đó, nên là người ta nói ở đây không có đặt cái gì, mới nhẹ nhẹ là vậy nè. Mà cái móc hồi nãy là người ta định móc lên trên bờ. Quá trời quá đất vậy mà nhẹ đó trời. Bữa mình vô nước nó có dữ như vậy. Chào Hiếu, chào Thư. Tiếp tục nha. Đây là Hải Lăng Quảng Trị nha bà con. Trên bờ, cái trụ trên bờ là 40 cm. Ở trên lộ nha, lộ đá cao rồi đấy. Còn không tính ở dưới mực nước ruộng nha. Mực lộ là mức ở trên lộ đó 40 cm, khoảng 2 gang. Tức là gói không ta. Bữa này chỗ này nhìn bà con nhớ cái chỗ mà bữa mà mình mưa mưa mà mình ở trên xe mình trao quà đó. Mình trao quà trên xe đó. Rồi cái mưa gió trong cái Facebook mình đăng có tấm hình chụp 5 người đó. Là đây nè, là cái chỗ này nó chuẩn bị vô nè. Nước mênh mông hết trơn à. Bữa mưa gió đâu có để ý đâu. Bây giờ nhìn lên Google Maps rồi mới thấy được là cái chỗ này nó như thế này. Trời đất ơi là trời. Lộ này hơn cao tí xíu. Khúc này hơn cao. Ghê quá trời ghê bà con ơi, đoàn xe cứu trợ. Chào Mộc Lan. Bà con có ai đang ở vùng lũ không? Nước mênh mông hết trơn. Thiệt tình thì chứ khổ gì mà khổ dữ vậy trời. Ai đang ở miền Tây Sài Gòn thì làm ơn dính tí xíu gỡ ra đây cho bà con khắc phục đi. Ngày hôm qua mưa gió tóc mái hết rồi, nhà nó sập hết rồi. Bao nhiêu vốn liếng của cải để vô xây cái nhà cho nó cứng cá. Thế mà này, cái chỗ mình trao quà bữa trước nè, đây đó, cái quỹ bàn đó là bữa trước mình đã vô rồi, quỹ bàn này. Và bây giờ mình đi đòi với sư cô và các thầy rồi mình đi vô sâu hơn nữa. Bữa trước là mưa gió tơi bời ở cái chỗ điểm thứ điểm thứ 7-8 gì không nhớ nữa, mình có check-in hay nào. Một biển nước luôn nè bà con. Trời ơi trên đường đây khẳng định đây không phải là biển nha. Đất liền, nước đây ngập. Là đất liền nó nhất nước ngập nha bà con. Quá ở trời đây Hải Lăng, Hải Thọ, Hải Lăng Quảng Trị. Mình đi biển cái gì đó chứ đâu phải đấy. Trời ơi là trời. Khổ ghê chưa đi cánh đồng lúa ngập hết trơn rồi. Bà con ơi là bà con ơi. Vũ Thanh Duy. Ai đang ở Sài Gòn có thấy đường này thì nhớ ủng hộ tôi. Tôi đang cứu trợ ngoài đây. Mà đang giờ muốn kiếm tiền cũng khó nữa, kiếm chỗ cây ATM rút tiền cũng khó nữa, phải vô ngân hàng rút nữa. Là nhờ giả tùm lum hết trơn à. Đi. Biển đâu? Trương Kim Duyên. Trời ơi, nhìn là tưởng là biển thiệt đó chứ bộ. Hết hồn đi chứ. Xưa giờ miền Tây mình thì cũng có nhiều cả, nhưng mà miền Tây mình mấy đâu dạo rầy mấy năm nay đâu có bị như vậy. Quá trời quá. Điện đây thì nó cúp, chỗ có chỗ không, chỉ có sóng điện thoại là được. Mấy trạm nó có cái máy phát điện sẵn hay sao á, nên nó duy trì được sóng điện thoại. Còn điện cũng đã cắt luôn rồi bà con ơi. Ơi quay qua hướng bên đây coi nha, coi hướng bên đây nha. Đây xe bắt đầu hỗ trợ đây. Quá trời rồi. Ây da,
Quảng Trị thì ngập lụt, còn Quảng Trị rồi Thừa Thiên Huế ngày hôm qua là mưa gió tốc mái hết trơn rồi. Rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Dạ em có đem cá mưa nè chị ơi nè. Áo mưa mấy anh tặng đây, nên áo mưa được tặng, mang theo đang đi. Mặc dù mình biết bơi mình cũng không có ý y. Rồi đã đoàn đã tới điểm trao quà cho bà con rồi nha. Chào bà con mình xuống mình hỗ trợ bốc xếp xuống trao quà. Quan làm nhiệm vụ rất là quan trọng đó là chụp hình cho cả đoàn. Sau khi bốc xếp xong là quan sẽ chụp hình. Đây chọn cái nhà gọi là được nhất cao nhất để mà tập trung bà con. Nhà trao quà. Rồi chào cả nhà nha, mình xuống nha.